Ngày 10 tháng 1 năm 2020, báo Quân đội Nhân dân đăng bài viết Dân chủ gắn chặt với kỷ cương phép nước vì sự ổn định phát triển của đất nước. Ngay sau khi báo đăng, tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ của đông đảo bạn đọc. Các ý kiến đều cho rằng phải xử lý nghiêm minh những kẻ cố tình vi phạm pháp luật, đồng thời mong muốn cả hệ thống chính trị và người dân địa phương đoàn kết chung sức đồng lòng, thực hiện tốt việc phát huy dân chủ gắn với giữ nghiêm kỷ cương phép nước để sớm ổn định tình hình vì sự phát triển của quê hương đất nước. Báo Quân đội Nhân dân trân trọng giới thiệu một số ý kiến của bạn đọc. Hôm qua đọc cái tin thì tôi rất là đau lòng. Đau lòng vì các chiến sĩ công an của chúng mình vì dân phục vụ mà đã bị sát hại. Dân chủ nhưng mà phải có kỷ cương. Những phần tử nó lợi dụng cái dân chủ, kích động một số bà con mình không hiểu pháp luật, hoặc là hiểu pháp luật nhưng mà vì lợi ích cá nhân, một cái lợi ích không chính đáng đó đã gây ra một sự việc rất đáng tiếc. Qua các lần thanh tra của thành phố, thanh tra của chính phủ đều khẳng định mang bản đồ về đất đai ra và báo cho dân biết rằng đây là đất quốc phòng đã được, tức là như vậy, quy định từ nhiều năm trước đây. Trong quá trình tức là quốc phòng chưa sử dụng thì một số người dân đã lợi dụng và lấn chiếm. Bây giờ quốc phòng cần, đáng lẽ ra thì như vậy anh phải trả lại cho quốc phòng để làm cái việc đảm bảo cái an ninh cho tổ quốc, thì anh lại kiếm cớ. Và từ cái kiếm cớ đó anh gây ra cái chuyện trước đây thì như vậy là bắt giữ công an, bắt giữ quân đội, bắt giữ nhà báo, và qua nhiều lần tức là như vậy là về tiếp xúc với dân và cả hệ thống chính trị của tức là như vậy huyện đó vào cuộc vận động nhân dân, thì đại đa số nhân dân đồng tình và thấy rằng cái việc trả đất cho quốc phòng là một việc làm hết sức hợp tình hợp lý. Đấy không phải là mình ấy mà là nghĩa vụ của chúng mình đối với tổ quốc, đối với quân đội, đối với nhân dân. Quan điểm tôi đây là sự việc đau lòng và vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả chết người. Từ thông tin từ Bộ Công an cho rằng là việc các đối tượng đã sử dụng lựu đạn, sử dụng bom xăng, sử dụng dao phóng để gây án và dẫn đến hậu quả đau thương là 13 chiến sĩ công an trong lực lượng bảo vệ pháp luật bị hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thì cái việc ở đây chúng ta cũng cần phải xem xét là cái lựu đạn ấy là do đâu mà có. Cái vấn đề ở đây là lựu đạn sử dụng, riêng việc tàng trữ sử dụng lựu đạn thì đã là sử dụng là tàng trữ vũ khí quân dụng trái pháp luật mà Bộ Luật Hình sự quy định rất rõ để xử lý nghiêm. Vấn đề thứ hai, ở Đồng Tâm có một cái, trong cái sự việc chống đối ở đây thì nó liên quan đến sự việc liên quan đến xâm phạm cái đất an ninh quốc phòng của sân bay Miếu Môn. Thì việc mà các lực lượng chức năng đang xây dựng cái hành lang hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn là cái nhiệm vụ trọng yếu của đảm bảo cái an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, mà các đối tượng cố tình chống đối như vậy thì quan điểm của tôi là cần xử lý nghiêm. Là cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, qua nghe các phương tiện thông tin nói về cái vụ Đồng Tâm thì chúng tôi thấy rằng là cái diễn biến xảy ra rất là phức tạp mà rất là đau lòng. Tự nhiên bây giờ một cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất chống đối lại chính quyền, trong khi đó chính quyền đã vận động, đã tuyên truyền, đã giải thích đây là cái phần đất quốc phòng rồi, nhưng mà các đối tượng vẫn không nghe, đề nghị là chính quyền các cấp phải mạnh tay trừng trị. Bản thân tôi cũng như là nhân dân ở trong khu tập thể là rất bức xúc và cũng lên án những cái hành động là chống đối một cách quyết liệt với lực lượng mà bảo vệ của chính quyền. Năm 2020 là cái năm có thể nói là rất nhiều những cái sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước. Thế do đó cho nên là những cái lực lượng mà thù địch luôn luôn lợi dụng vào những cái thời điểm này để mà tìm cách những cái sự kiện này, sự kiện để chống đối lại cái chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Chúng ta dân chủ với nhân dân là chúng ta có thể rất là có đối thoại,
có thể giải thích, có thể đối thoại, có thể để đi đến cái đồng thuận. Nhưng mà khi những cái lực lượng mà dựa vào đấy lợi dụng cái đó để chống đối, để chống phá chính quyền, thì chúng ta phải dùng chuyên chính, chất khoát là phải, tức là có cái pháp luật nghiêm trị, chứ không thể để tức là như thế được. Chúng tôi rất là lên án những hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng ở Đồng Tâm trong thời gian vừa qua, và mong rằng các cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm minh những đối tượng vi phạm pháp luật, cũng như là có thái độ chống đối lại người thi hành công vụ. Theo tôi, pháp luật sinh ra là để đảm bảo cho người dân một cái điều kiện tốt nhất để an cư lập nghiệp, nhưng không vì thế mà một số đối tượng, một số cá nhân có thể lợi dụng để vì lợi ích nhóm, vì lợi ích cá nhân mà vi phạm pháp luật được. Qua sự việc trên, mỗi người dân cần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, nhận diện để không bị mắc mưu, sập bẫy bởi kẻ xấu. Chúng ta cũng luôn tôn trọng dân chủ, nhưng mà đồng thời cũng phải kiên quyết giữ gìn kỷ cương phép nước và sự nghiêm minh của pháp luật. Cũng đề nghị nhé, các cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội theo pháp luật để có bài học răn đe. Và nhân đây tôi cũng muốn gửi tới độc giả của báo Quân đội Nhân dân, trong cái tình hình như vậy thì cũng lên lắng nghe chọn lọc những cái thông tin, không bị manh động để mà kẻ xấu lợi dụng. Quan trọng là cái người cầm đầu, dân của chúng ta rất tốt, nhưng hiện nay cả đất nước nhiều kẻ xấu nó lợi dụng những từ những cái nhỏ nó bịa đặt, hoặc nó kích động làm to chuyện ra. Mà chủ trương của Đảng và nhà nước ta từ xưa đến nay là những gì lớn ta làm cho nó nhỏ đi, và những cái gì nhỏ thì giải quyết cho nó bé, thậm chí nó không có vấn đề gì. Thế mà để xảy ra như thế, tôi cho đây là âm mưu của những kẻ cầm đầu hẳn hoi, chứ không phải là dân của mình xấu đâu. Cơ quan và những người thực thi pháp luật phải đưa những bọn này ra pháp luật để nghiêm trị, để ngăn chặn những cái kẻ xấu sau này có ý đồ là làm những cái việc khác, làm cái việc xấu xa hơn nữa. Thì theo tôi là những việc này là cần phải được lên án và đưa ra ánh sáng để răn đe những cái kẻ xấu sau này. Thì trong những ngày vừa qua thì lực lượng công an cũng như quân đội đã về giúp đỡ địa phương để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của xã. Nhưng tuy nhiên có cái sự việc nó đáng tiếc xảy ra là có 3 đồng chí cảnh sát cơ động trong khi làm nhiệm vụ đã hy sinh. Thì đây cũng là những cái tổn thất to lớn của ngành công an cũng như là của nhân dân cả nước, cũng như là tình cảm của nhân dân xã Đồng Tâm, thì chia sẻ những cái mất mát lớn lao của các đồng chí. Trên cơ sở là với tình cảm, trách nhiệm thì toàn thể nhân dân Đồng Tâm cũng rất là đồng tình ủng hộ các cái đơn vị về để đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn của xã. Còn lại có một số bộ phận nhỏ họ đã cố tình không hiểu và cũng đã cản trở những người thi hành công vụ, đã xảy ra những cái sự việc đáng tiếc như nói trên. Vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm cho thấy âm mưu đen tối của một số kẻ cố tình lợi dụng dân chủ, cố tình vi phạm nghiêm trọng pháp luật, để lại nhiều hậu quả và dư luận xấu, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào tinh thần thượng tôn pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, đòi hỏi phải xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu, ngoan cố, táng tận lương tâm, vi phạm cả về đạo lý và pháp lý để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, đồng thời bảo vệ những người dân lương thiện, chân chính và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đang ngày đêm xả thân vì dân, vì nước, bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.